Chào bác, chào tất cả anh em. Hôm nay bên cửa hàng Tùng Audio có một video rất là đặc biệt, cũng tới từ một vị khách cũng khá là đặc biệt, có ở tại cửa hàng Tùng Audio Hải Dương luôn. Đó chính là một bạn nhân viên bên cửa hàng luôn và chọn lựa cho mình bộ sản phẩm, đó chính là con DB Acoustic. Đây là mic không dây cao cấp. Thì em xin thứ nhất là em chưa tiết lộ về cái tên model đã. Em cùng các bác và em sẽ đi đập hộp luôn. Và bạn ấy cũng tiết lộ rằng là cũng không muốn quay mặt, quay video thì rất là ngại ngùng. Nhưng mà em đây nghĩ là đây là một cái khách hàng đầu tiên mà vô cùng đặc biệt tại cửa hàng luôn. Cũng là nhân viên bên cửa hàng Tùng Audio thôi, nhưng mà bạn rất là sành sỏi và đã chọn lựa cho mình một bộ sản phẩm. Em nghĩ là đây là một bộ sản phẩm mic không dây cao cấp nhất từ trước đến nay của DB Acoustic. Và nếu mà về lắp đặt phòng hát gia đình thì quá tuyệt vời luôn. Thì em xin phép mà thay mặt bạn đấy em sẽ đập hộp con DB Acoustic này. Đây, thứ bao các em nhìn thấy về ngoài mặt hình thức, nếu có anh em nào mà là tín đồ của dòng DB Acoustic thì có thể là nhìn thấy ngay về cái hộp là cũng đã đoán ra phần nào về cái tên model của em mic không dây này, đúng không ạ? Thì em xin phép em sẽ mở hộp cho bác và anh em cùng xem, cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của em mic không dây này. Đây là hộp của em DB Acoustic các bác nhé. Đấy, bác và anh em nhìn thấy ruột thì có thể là đoán non phần nào về cái tên thương hiệu, đúng không ạ? Đây thì em sẽ cho bác và anh em xem tay mic này, tay mic của em DB Acoustic này rất là đẹp, đúng không ạ? Một trong những phiên bản cao cấp nhất của DB Acoustic ở phân giá, phân khúc tầm cao cấp với em DB Acoustic mic, mẫu mic không dây. Đấy, rất là đẹp, đúng không ạ? Đây ở đây sẽ có hai tay mic cho bác và em sử dụng nhá. Đấy. Và tiếp theo thì là đi kèm với nó thì không thể thiếu đó là giá đỡ tay mic này. Đấy. Ở cả ở đế, chân đế này, chân đế tay mic này. Và tiếp theo là dây 6 ly này. Và rác cắm nguồn cho bộ đầu thu. Đấy. Một bộ như thế này thì em nghĩ là khá là tuyệt vời, nếu hát chơi hát phòng hát gia đình thì chắc chắn rồi, nghe rất là ổn áp luôn. Đây là dâu anten nhé các bác nhé. Đấy, dâu anten với mẫu này thì chỉ có hai dâu anten thôi, nhưng các bác và anh em yên tâm về cái độ chất lượng của em DB Acoustic này thì kể cả có một dâu đi chăng nữa thì em nghĩ là bắt xa gần thoải mái với cái mẫu mic này luôn. Đây, và đây là phần quan trọng nhất của khá là nhiều bác và anh em cũng thích thú, đó chính là cái bộ đầu thu của em mic DB Acoustic. Đấy, các bác và em nhìn thấy tem không ạ? Đây, trước khi nhìn ở mặt trước các bác và em nhìn thấy một chút đó, tem hàng chính hãng này, tem hàng chính hãng của DB Acoustic này, có tem bảo hành này, đấy, tên thương hiệu này DB Acoustic luôn. Đấy, và đây là mặt màn hình này, mặt màn hình giao diện luôn. Đấy, các bác và anh em thấy ngay không ạ? Đó chính là em DB Acoustic M800D, một trong những mẫu mic cao cấp nhất của DB Acoustic mang công nghệ bóng đèn. Đấy, thì em cùng các bác và em sẽ để đây và trải nghiệm về cái hình thức vô cùng đẹp, độc đáo của em DB Acoustic này nhá. Các bác nhá, đây là hình thức của em DB Acoustic M800D khi các bác và em cùng lên đèn. Phải nói là về mặt thẩm mỹ của em DB Acoustic này thì nó đạt đến độ hoàn thiện hoàn mỹ nhất định rồi. Rất là đẹp, đúng không ạ? Về hình thức này, mặt màn hình 4K rất là đẹp và to. Đấy, thêm một cái màu này em rất là thích những cái dòng mic mà lại có cái màu sáng trắng như vậy. Đấy, và kết hợp thêm nữa đó chính là mic công nghệ bóng đèn thì phải có bóng đèn, đúng không ạ? Với hai cái mắt đèn này thì là sẽ có màu đỏ, màu hồng rất đẹp. Đấy, khi các bác và em nhìn, đúng không ạ? Về cái hình thức thì em đánh giá cực kỳ cao với em DB Acoustic M800D này luôn. Và về phần chất âm thì sao ạ? Và cũng như cái tính năng của em DB Acoustic M800D thì sao ạ? Em nghĩ là bạn nhân viên bên cửa hàng Tùng Audio không phải là chọn bừa đâu. Và em nghĩ là bạn ấy cũng đã có xem qua rất là nhiều rồi, cũng đã thử xem, test và cũng tìm hiểu rất là kỹ với cái dòng sản phẩm DB Acoustic M800D rồi. Ngay cả nhân viên bên em cũng thích. Thì em nghĩ là không có lý do gì để các bác và anh em nào muốn trải nghiệm được một chất lượng âm thanh tốt nhất với cái mẫu sản phẩm cao cấp của DB Acoustic M800D này, nếu các bác và anh em không mua về thì đây quá là lãng phí luôn ạ. Và đây, mẫu mic các bác nhìn ạ, hình thức rất là đẹp nhé, hình thức rất là đẹp. Con này thì có đầy đủ tính năng luôn. Em nghĩ là có vô vàn tính năng chứ không phải là đầy đủ. Nói đầy đủ thôi thì vẫn còn thiếu. Đấy, có vô vàn những tính năng. Đầu tiên thì phải kể đến đó chính là tính năng tự ngắt. Một trong những tính năng mà em nghĩ là khá là nhiều bác ưa thích. Đấy, tự ngắt này. Tiếp theo đó là tính năng dò sóng sạch. Ở đây sẽ có nút set để các bác và anh em dò sóng sạch này. Và có lọc âm này, có lọc tiếng sôi này. Đấy. Khi các bác và anh em sử dụng thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều những cái tiếng sôi, những cái tiếng tạp âm cho các bác và anh em sử dụng dòng mic cao cấp như thế này thì chắc chắn là phải có những tính năng như vậy. Đấy, chỉ cần nói những cái tính năng cơ bản như thế các bác và anh em biết là cái dòng mic DB Acoustic M800D này nó đẳng cấp đến mức nào, đúng không ạ?
Đấy, và bây giờ em cùng các bác và anh em sẽ đi trải nghiệm về cái chất âm của em DBA Stick M800D này. Đây. Lượng 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, nghe tiếng thì đúng là rất là uy lực luôn, mạnh mẽ. Và thứ hai là về cái độ bắt mic của em DB Stick M800D này thì em nghĩ là ở trong cái phần phân khúc cao cấp của em DB thì đây là một trong những cái con mic mà nó có độ bắt mic, độ hút mic ổn định nhất và hay nhất về cái tiếng chất âm. Tiếng nó rất dày dặn này. Đấy, và nghe nó rất là thật tiếng nhé, không hề có một sự giả tạo nào ở đây các bác ạ. Đấy, nghe nếu có tiếng, nếu các bác và anh em nào muốn cái chất giọng nó thật một chút thì lên sử dụng một con DB Stick M800D như vậy. Về mà các bác và anh em đấu nối thêm những cục vang hay như kiểu con DB Stick S690 chẳng hạn, hoặc là những cái dòng vang cơ lai số cũng được. Và nếu mà có thêm một em DB Stick M800D này vào thì tiếng của bác và anh em sẽ được cải thiện một cách rất là rõ ràng. Nghe tiếng thì các bác và anh em biết rồi đấy. Trong cái phân khúc giá như thế này thì em DB Stick em khẳng định bác và anh em là một trong những mẫu mic hay nhất ở thời điểm hiện tại nhé. Đấy, và mẫu mic này thì bên em đang có giá tốt các bác ạ, đang có giá tốt. Thì bạn khách hàng thân thuộc, cũng gọi là thân thuộc và cũng có thể là xa lạ bên cửa hàng Tường Audio, đó chính là em nhân viên, cũng đã chọn lựa bộ sản phẩm này về để nắp vào phòng hát gia đình. Thì em nghĩ là các bác và anh em cũng lên chơi một bộ DB Stick M800D như thế này. Giá thì nó cũng rất là hợp lý, hình thức rất là đẹp, tính năng có rất là nhiều, tiếng chất âm hay và dày dặn. Đấy, thì em nghĩ các bác và anh em nên sử dụng một lần với em DB Stick M800D nhé. Với mẫu này thì các bác và anh em yên tâm là sản phẩm chính hãng của DB Stick, có bảo hành đầy đủ 1 năm cho bác và anh em sử dụng. Ngoài ra thì khi nhận hàng các bác và anh em có thể kiểm tra, test hàng trước khi thanh toán với mẫu DB Stick M800D này. Em hy vọng là các bác và anh em xem được video của em. Hãy để lại cho em một nút like, một nút đăng ký kênh. Em chúc các bác và anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào các bác.